Doremi Tết 2016 còn có rất nhiều điều thú vị khác đang chờ đón quý khán giả cùng các em nhỏ. Chương trình Doremi Tết 2016 hứa hẹn sẽ là món quà xuân ý nghĩa với khán giả, đặc biệt là các bạn nhỏ nhân dịp Tết cổ truyền. Mời quý khán giả. Không biết có bao nhiêu người từng đặt chân đến Bắc Cạn, quê hương tôi, nơi có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa và Sán Chỉ. Là một cán bộ văn hóa tỉnh, công việc của tôi là tìm hiểu, sưu tầm và ghi chép những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con nơi đây. Một mùa xuân nữa lại về, du xuân, thưởng ngoạn tiết xuân, đồng thời được trải nghiệm về phong tục tập quán đón xuân của bà con. Mong muốn đó thôi thúc tôi lên đường.
Được giới thiệu từ trước, tôi tìm đến nhà ông Nông Văn Hồ ở xã Xuân Dương, huyện Na Rì. Từ đầu thôn, tôi đã nghe thấy tiếng hát nam nữ đối nhau nhịp nhàng rất vui tai. Tận mắt trông thấy mới biết, đó là điệu hát giao duyên truyền thống của người Nùng và chỉ có một tục thức hát theo mùa. Đây là sự khác biệt giữa hát giao duyên với các loại hát thông thường. Hát giao duyên phổ biến vào mùa xuân, từng nhóm trai gái gặp thấy lần đầu trong một đám hội thì không cần phải có người giới thiệu, cứ tới gần rồi cất lên giọng hát vu vơ. Em gái mặc áo màu hồng hỏi xem em đã có chồng hay chưa. Cô gái mặc áo hồng biết rằng chàng trai hỏi mình, bởi trong đám con gái chỉ có mình mặc áo màu ấy. Người con gái nếu muốn làm quen thì lựa một câu cho hợp, nhưng cố gắng sao cho ăn vần với từ cuối cùng của câu chàng trai nói. Em nay 18 cặp kê, họ chê em xấu nên chưa có chồng. Thế là đám bạn của cả hai bên lại hát phụ họa, vun vào cho hai người làm quen. Nếu cô gái đã có bạn, thú vị nhất là ông Nông Văn Hồ, người tôi muốn gặp cũng đang có mặt và tham gia ở màn hát đối này. Trong khi bên ngoài, màn hát đối giao duyên vẫn đang diễn ra thì ở trong nhà, những người phụ nữ lại đang bận rộn với một công việc khác. Mình chuẩn bị Tết đến đâu rồi ạ? Gói bánh trưng dài gồm nguyên liệu thì có lá này, lá để gói, xong là lá đây, lá đây để gói, xong là gói bánh có lạc buộc thì vâng, xong rồi lại gạo, đố, lại thịt nữa. Gói bánh trưng dài thì mình thường gói vào những cái dịp nào ạ? Mình gói vào dịp Tết Nguyên Đán ạ. Vâng, thế là tự đi rừng kiếm ạ. Tự vào rừng lấy thôi. Rừng. Các cô có thể hướng dẫn cháu buộc cái lạt để gói bánh. Cái này là buộc được. Này. Vâng. Đến trước. Đấy. Thế à? Vâng. Cho vào đây đi. Cho xuống đây. Bây giờ có gạo đã mang ra đây rồi thì cô cháu mình cùng nhau gọi. Đây đỗ xuống ạ. Chào một tí. Có thêm nữa không? Một miếng hay hai ạ? Ủ lên đây ạ. Vâng. Buộc vào đã. Đây. Quấn lại. Truyền thống đấy nhỉ. Cảm ơn cô, thế là cô đã hướng dẫn cháu gói được một cái bánh. Với đôi tay khéo léo, thuần thục của mình, những người phụ nữ Nùng chẳng mấy chốc đã gói xong số bánh đã định. Tôi cũng vậy, sau gói được cho mình một chiếc bánh trưng dài theo kiểu người Nùng tương đối hoàn chỉnh. Bây giờ cô chuẩn bị nồi đi ạ. Và bây giờ chỉ việc cho bà thì thế ạ. Thế thì nấu xong bánh chưng chị em mình ra để xem cùng làm bánh dày nhỉ. Màn hát đối bên ngoài cũng đã kết thúc, tôi tranh thủ lúc này để trò đùng.
Cháu trên tổng đồng Hoàng Thị Nghệ. Thì bác đã biết hát cái điệu hát si này từ lâu chưa ạ? Tôi hát từ cái điệu hát si này là từ 16, 17 tuổi rồi. Hát si có khó không ạ bác? Cái hát cái si này là cũng là khó đấy, vì là hát si này là có hai bề về hát bề thế là cũng hơi khó, nhưng mà cũng mình cũng cố gắng, là vẫn gia đình đã có truyền thống là từ bố mẹ ông cụ về rồi, bắt đầu là mình bây giờ mình vẫn hát làn điệu hát dân ca như vậy ạ. Chính là tôi với ta gặp nhau ở chợ tình rồi bắt đầu hát giao duyên rồi bắt đầu quen biết rồi bắt đầu là mới cho về mới bảo bố mẹ đi ăn hỏi đấy. Ai sợ nai ya ra 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 chàng kêu ơi bạn ya ai ya bin ta ya bin sung dương nó cả e nữa ai phá lên lên qua chú lời lơ a qua cai lơ ai lông ma ra lông tia ta nữa ai mà lại nơi đây chào lơ lu này phai lơ ai lông ma ra lông tia ta nữa năm xa ai mà lại nơi đây chào lơ lu đầy phai lơ ai. Bài hát giao duyên hát si ạ. Nó có mấy làn điệu.